lạc các bạn đến tinh nhanh 24/7. Quá trình lắp đặt Anubis Full System cho cái chiếc Barclay V4S đầu tiên ở Việt Nam. Quá trình lắp đặt Turbo Anubis Full System cho Barclay V4S đầu tiên ở Việt Nam của đội ngũ kỹ thuật Ducati Service. Barclay V4S là cái mẫu xếp bài sau cái động cơ mạnh mẽ nhất trong cùng một khúc, với trang bị thêm Turbo Anubis Full System. Công suất tối đa của cái chiếc siêu phẩm Ducati Barclay V4S sẽ được tăng thêm là 12 mã lực và trọng lượng nhẹ đi 5,5 kg. Cùng với chúng tôi xem qua quá trình lắp đặt Turbo Anubis Full System cho cái chiếc Barclay V4S chính hãng đầu tiên lăn bánh ở Việt Nam. Quá trình lên bô được thực hiện bởi Ducati Service. Anubis thiết kế dành riêng cho cái dòng Barclay V4S, V4 và V4 Special tại triển lãm BIMS 2008 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Ducati đã bất ngờ mang đến trưng bày cái mẫu Barclay V4 Special, phiên bản đặc biệt cao cấp nhất, và Turbo Anubis Racing Full System được làm hoàn toàn bằng chất liệu titanium siêu nhẹ. Turbo Anubis Full System là sản phẩm hợp tác giữa xe Ducati và hãng Turbo Anubis nổi tiếng. Với chất liệu là titanium, không chỉ khiến trọng lượng của xe nhẹ hơn 5,5 kg mà còn chịu nhiệt rất tốt. Hệ thống Turbo Anubis Full Racing Full System V4 titanium được trưng bày tại gian hàng Ducati Thái Lan. Ngoài công suất cũng được tăng thêm là 12 mã lực, thì mô men xoắn của xe cũng được cải thiện đáng kể. 124 Nm tăng lên 133.6 Nm tại vòng tua máy 11.000 vòng trên phút. Và khi lên Turbo Anubis Full System sẽ được đội ngũ kỹ thuật viên của Ducati smart lại EQ. Cảm ơn bạn đã dõi này là trực tiếp, nhớ like, share, subscribe.